Bố từng nói với con, chỉ cần là nơi có Internet đều có thể online. Nhưng thực tế không phải như vậy. Ngành này phát triển rất nhanh. Chỉ cần tụt lại trong khoảnh khắc là sẽ bị bỏ lại rất xa. Chỉ có thể tồn tại ở những thành phố lớn mới nhận được tài nguyên cần thiết và không gian để phát triển. Những điều như vậy sẽ không làm được ở quê nhà chúng ta đâu. Cho nên con muốn ở lại Tân Châu. Được rồi, con gái. Vừa nãy mẹ đã bàn bạc với bố con rồi. Chỉ cần là con thích thì con cứ ở lại. Thật sao? Tốt quá rồi. Nhưng mà bố mẹ thì sao? Con cứ kệ bố mẹ đi. Bố mẹ vẫn chưa già tới mức con phải chăm sóc đâu. Bố mẹ muốn con về chủ yếu là do con ở đây bị ức hiếp. Chuyện thằng khốn Lâm Hạo làm, bố nhớ lại thôi cũng thấy tức điên lên rồi. Đã qua rồi, sao ông còn nhắc lại? Bố à, chuyện đã qua cả rồi, bố cũng đừng để trong lòng nữa. Được rồi. Nhan Nhan, mấy người bạn của con ở đây, Hội Hạng Nam, Tiểu Lôi đều rất là tốt. Bọn trẻ tới viện thăm bố. Mẹ con vứt quả hạch đào bảo bối của bố đi, người ta còn giúp tìm lại. Cũng tốt thật. Có những người bạn như thế này ở bên con, bố và mẹ rất yên tâm. Con cứ ở lại đi. Bố mẹ, con nghĩ kỹ rồi. Đợi con phấn đấu thêm 3-4 năm nữa, con sẽ đón cả bố và mẹ lên đây ở với con. Bố không để cho con sắp đặt đâu. Bố và mẹ con có kế hoạch khác rồi. Phải đó, bố mẹ phải đi khắp giang sơn tươi đẹp của chúng ta. Bố mẹ muốn đi du lịch. Bố mẹ cũng có kế hoạch dài hạn chứ bộ. Mấy ngày hôm nay đúng là binh hoang mã loạn, người ngã ngựa đổ. May sao chúng ta đã lịch kiếp thành công, tiễn hai cụ về thuận lợi. Hôm nay nhất định phải mua sắm thỏa thích. Được, hôm nay sẽ cùng mấy đứa sống mái một phen. Đó đâu phải là sống mái, mua sắm đối với mình là chữa lành đó. Hạ Nhan, đợt vừa rồi cậu vừa bận vừa rối bời, mãi cô chú mới về quê được, cậu cũng có thể thư giãn một chút rồi. Mình thống nhất rồi đó. Hôm nay cậu chọn được món gì bọn mình thanh toán. Thôi đi, cậu nói như vậy làm cho mình không dám mua luôn. Sao mình lại nói hố được chứ? Cậu xem đó, không thành tâm chút nào hết, đúng không? Chị họ à, sao cậu cũng nói vậy với mình vậy? Thế này đi, Hạ Nhan, hôm nay cậu không cần chọn nữa. Mình mua gì sẽ mua thêm một phần cho cậu. Mình không nhận đâu. Cậu cũng tém tém thôi. Mình nghe nói tháng trước cậu lại hết hạn mức thẻ. Thẻ hết hạn mức là chuyện thường mà. Hơn nữa chuyện đó đâu có thể trách mình. Tự dưng mẹ của mình đặt ra giới hạn. Mình đi cãi nhau với bà ấy, bà ấy lại đóng băng hết thẻ của mình. Cái gì? Mẹ cậu không cho cậu tiền nữa à? Thế thì làm sao cậu trụ được? Thôi đi, mình không mua gì nữa đâu. Nè, sợ gì chứ? Mình vẫn còn live stream, còn shop đồ gia dụng nữa mà. Mình không tin, không có bà ấy, mình không sống nổi. Chẳng phải đợt này, các cậu cứ chọn đi. Mình dạo thêm một lát nữa. Bổn tiểu thư trả tiền. Sao hôm nay cậu ấy hưng phấn dữ vậy? Cậu ấy nói thật hay đùa vậy? Có thể là thật sao? Màu trắng hợp với cô hơn đó. Tôi cũng thấy thế. Nhưng bạn trai tôi thích tôi mặc màu đỏ hơn. Gu của gia trưởng. Làm gì có ở đây, phải mua cái mình thích chứ. Đàn ông toàn như vậy. Đi mua sắm với bạn gái là như lên pháp trường. Nhưng mà không xuất hiện thì không có quyền phát ngôn. Bạn trai của tôi thích đi cùng tôi lắm. Anh ấy sắp tới rồi. Đàn ông toàn trước sau bất nhất thôi. Lúc mới đầu thì tỏ ra hứng thú với mọi mặt của cô. Tán được một cái là bắt đầu lạnh nhạt dần. Bạn trai của con bạn tôi như thế. Hồi tán nó thì sở thích gần như giống hệt nhau. Cứ như thể một cặp trời sinh vậy. Kết quả thì thế nào? Chẳng phải là vẫn ngoại tình đó sao? Nghe nói còn ngoại tình với một bà sếp vừa già vừa xấu. Chỉ để bám váy thôi. Nhưng mà không sao. Cô bạn của tôi có người theo đuổi chất hơn. Không chỉ đẹp trai, lắm tiền hơn, còn lãng mạn hơn.
Lâm Hạo, sao anh lại ở đây? Lâm Hạo, anh tới rồi hả? Em ở đây nè. Cô chính là con hồ ly tinh đó sao? Đúng là vừa già vừa xấu mà. Cô xem tôi, sẵn, cô nói chuyện đừng thô lỗ như vậy. Thô lỗ hơn nữa cũng tốt hơn mấy trò tởm lợm của anh. Thôi đi hàng sản, chúng ta về thôi. Tại sao phải về? Thôi đi. Thôi cái gì? Em đừng có giả làm người tốt nữa được không? Em giả làm người tốt, không phải sao? Làm ra vẻ ấm ức chỉ trích anh. Nhưng em thì hơn được gì anh? Em và tên Hứa Thành Vật đó đã nhọc nhằn từ sớm rồi phải không? Em và anh ấy chỉ có quan hệ giữa sếp và nhân viên hoàn toàn trong sạch. Trong sạch, thế sao? Hắn lại vì em. Im đi. Nếu như anh dám thốt ra câu gì sỉ nhục hạ nhân là tôi giết anh đó. Trước kia anh bị ngu thật, còn nghi ngờ là có phải mình làm sai rồi không? Bây giờ anh hiểu hết rồi. Chẳng phải em thừa nhận với bố em, em đã yêu Hứa Thành Vật từ lâu rồi sao? Chia tay anh em chờ đợi lâu lắm rồi nhỉ? Em không hề lọt vào mắt cái thằng nghèo này, muốn trèo cao rồi. Hạ nhân, em chờ đó. Rồi sẽ có ngày anh sẽ khiến cho em thay đổi cách nhìn. Vừa rồi suýt nữa thì đánh nhau. Tim của mình đập thình thịch luôn, sợ gần chết. Tại sao phải sợ chứ? Đánh thì đánh thôi. Vì anh ta không xứng đáng. Thế nào là không xứng chứ? Anh ta đã lừa dối cậu lâu như vậy rồi. Tát cho một cái còn quá nhẹ. Hơn nữa, chúng ta còn có chị họ mà. Chúng ta cũng đâu có thiệt thòi. Cũng không thể nói là lừa. Bọn mình yêu xa lâu như vậy, có thể tình cảm đã rạn nứt từ lâu rồi. Chỉ là mình không phát hiện ra thôi. Đó chính là thực tế. Tốt nghiệp không chia tay, yêu xa khổ như chó. Lũ đàn ông đểu cán này càng không tin được. Nhưng mà lúc nãy nói với anh ta về chuyện giữa Hạ Nhan và Hứa Thành Vật, anh ta điên tiết lên như vậy. Giống như là... giống cái gì? Rõ ràng anh ta ngoại tình trước mà còn bới móc người ta. Thật là quá ích kỷ mà. Đúng đó. Vậy lại càng tởm hơn. Lỡ như có hiểu lầm gì thì sao? Đã cặp kè với nhau rồi, mới chia tay bao lâu chứ? Rõ ràng vô liêm sỉ mà. Lâm Hạo đặt nặng sự nghiệp, có lẽ hách tiệp giúp ích được cho anh ta trong khoảng nào đó. Đúng là không ngờ được, một người quan tâm tới hình ảnh như Lâm Hạo mà lại làm ra mấy chuyện này. Như vậy kể cả tương lai sự nghiệp của anh ta thành đạt, người khác cũng sẽ xem thường. Chính vì anh ta quá để tâm tới ánh nhìn của người khác, cho nên mới ngày càng trở nên phù phiếm. Chúng ta cứ chống mắt lên xem cuối cùng anh ta sẽ đạt được cái gì. Bất kể sau này anh ta có thế nào, cũng không liên quan tới mình nữa. Nói đúng lắm đó, chuyện qua rồi để gió cuốn đi đi, không cần so đo gì hết. Nào nào, chúng ta hãy cùng cạn ly vì tương lai, vì tương lai. Cạn ly. Trước đây mình nghĩ mình là một người rất mạnh mẽ, dù có gặp phải chuyện gì, ngủ một giấc ngon là sẽ ổn. Nhưng hôm trước lúc ở nhà hàng, bố mẹ mình nhìn thấy bọn họ. Lúc đó mình chỉ muốn chạy ngay khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng đó. Mình còn không biết bản thân đang sợ cái gì. Mãi tới hôm nay, nhìn thấy anh ta và người phụ nữ đó đi khỏi trước mặt mình, mình mới nhận ra hình như thâm tâm của mình đã chẳng còn cảm xúc gì nữa. Hình như mình đã buông hẳn anh ta rồi. Trốn tránh không có tác dụng gì đâu. Khi em chịu nhìn thẳng đối diện anh ta, em sẽ nhận ra thật ra chẳng có gì to tát cả. Phải không? Hạ Tiểu Nhan nhà mình là tuyệt nhất đó. Lâm Hạo, tôi đã buông hẳn anh rồi. Tạm biệt. Không, không bao giờ gặp lại. Đàn ông là đồ gia dụng bỏ đi. Tôi cũng không thèm chúng. Đúng. Nhất định sẽ có người tốt hơn đến yêu chúng ta. Nhất định sẽ như vậy. Nhất định.
Con bạn tôi có người theo đuổi chất hơn, không chỉ đẹp trai, lắm tiền hơn còn lãng mạn hơn. Hai người đã quen nhau 7 năm rồi, tại sao không kết hôn? Bây giờ cậu còn bắt cá hai tay, cậu nhất định phải trả lời rõ cho tôi biết. Chú đừng kéo nữa. Bố, là con hết thích anh ta rồi. Anh có muốn thử đồ chút không? Không thử. Có muốn ăn hoa quả không? Không ăn. Hôm nay có muốn nghỉ ngơi một chút không? Anh còn phải xem hợp đồng. Hôm nay đừng làm việc nữa, mình cùng đi xem phim đi. Ngày mai là phải đàm phán rồi. Hôm nay nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Dự án anh thỏa thuận được trong 3 tháng, 3 ngày là em giải quyết xong rồi. Anh cần gì phải khiến bản thân mệt mỏi thế? Anh không thể dựa vào em suốt cả đời được. Rồi anh sẽ phải học cách tự làm. Nhưng trước kia dù bận tới mấy, anh cũng có thời gian ở bên em mà. Trước kia anh chỉ là thằng làm thuê, chỉ cần sếp hài lòng là đủ, dĩ nhiên có thể sắp xếp công việc ra sao. Nhưng mà bây giờ, mối làm ăn này là của bản thân anh. Anh nói trước kia anh ở bên em, chỉ để khiến cho sếp hài lòng thôi sao? Dĩ nhiên anh không có ý đó. Xem phim phải không? Em ngồi đi. Chúng ta cần nói chuyện. Nói chuyện gì chứ? Chiều nay anh nói anh nghi ngờ có phải mình đã làm sai không? Anh hối hận rồi hả? Dĩ nhiên không phải rồi. Anh bực mình mới nói thế thôi. Bực mình. Nghe chuyện giữa Hạ Nhan và Hứa Thành Dật, anh tức giận như vậy. Anh còn thích cô ta à? Đó chỉ là một thói quen thôi. Anh và cô ấy đã chia tay từ lâu rồi. Vậy anh nói cho em nghe, anh chia tay cô ấy rốt cuộc là vì em hay vì Hứa Thành Dật? Dĩ nhiên là vì em rồi. Đến cả chuyện này em cũng nghi ngờ sao? Anh yêu em, anh muốn được ở bên em, nên mới chia tay cô ta. Giữa anh và cô ấy từ lâu đã chỉ còn lại tình thân. Nhưng nếu em không xuất hiện thì hai người đã kết hôn rồi. Đó đều là bố mẹ ép buộc. Bố mẹ anh, bố mẹ cô ấy đều muốn anh và cô ấy sớm kết hôn. Bố mẹ anh ưng cô ấy lắm hả? Đâu có đâu. Mẹ anh không hề thích cô ấy chút nào. Mẹ anh nói phụ nữ già nhanh hơn đàn ông. Cô ấy bằng tuổi của anh, thêm vài năm nữa là... Hèn chi. Anh không có ý đó. Nhưng mẹ của anh thì có. Mẹ anh là mẹ anh là anh. Anh sẽ không bị họ làm ảnh hưởng đâu. Vậy anh đã cho họ biết chuyện chúng ta quen nhau chưa? Vẫn chưa. Thì anh mới chia tay với Hạ Nhan mà. Cũng còn sớm. Chờ một thời gian đi. Có chờ nữa em cũng sẽ không trẻ hơn anh đâu. Ý của anh không phải là như vậy. Anh tìm một dịp nói cho họ biết sớm. Hơn nữa em muốn gặp bọn họ. Mùa thu năm nay là chúng ta phải kết hôn rồi. Có thế nào cũng phải làm quen từ sớm. Mùa thu? Phải đó. Hôm qua em đã đi đặt địa điểm kết hôn. Là một khuôn viên kiểu Nhật vô cùng tinh tế. Trong đó trồng rất nhiều cây em thích. Sang thu sẽ rất đẹp. Dĩ nhiên mùa xuân hoa anh đào nở cũng rất đẹp. Nhưng mà anh đào tàn nhanh quá, cứ cảm giác không may mắn. Hơn nữa anh cũng thích màu đỏ, thế thì mùa thu đi. Chuyện lớn như vậy, sao em không bàn với anh một tiếng? Lúc em mở công ty này cũng có bàn với anh đâu. Chẳng phải anh cũng vui lắm sao? Lần đó khác. Lúc đó tụi mình vẫn chưa quen nhau mà. Có phải anh không muốn kết hôn với em không? Anh đương nhiên là muốn chứ. Có điều nhanh quá. Anh và Hạ Nhan đã quen nhau 7 năm rồi mới tính tới chuyện kết hôn. Vậy anh muốn là chúng ta cũng như anh và cô ấy à? Dĩ nhiên là anh mong muốn chúng ta có thể bên nhau tới già. Nhưng mà công ty vừa mới thành lập, còn rất nhiều việc phải lo toan. Được. Vậy chúng ta chưa tính tới chuyện kết hôn vội. Nhưng mà anh phải cho bố mẹ của anh biết về chuyện của chúng ta. Kẻo họ lại không hề biết em là ai. Được, anh nghe em. Vậy bây giờ mình đi xem phim. Em muốn xem phim gì? Thì xem phim của Ray Tagabo. Lại xem phim cũ thế hả? Chẳng phải trước kia anh nói là thích xem phim cũ nhất hay sao? Ừ, được. Thì xem phim của Ray Tagabo. Để anh tìm. Phim của Greta Garbo
Xét tổng thể thì vô cùng thành công. Và đây chính là thành quả công việc của chúng ta giai đoạn trước. Sự cố gắng của mọi người đều không uổng phí, nhưng mà mọi người cũng không được chủ quan. Tiếp tới đây sẽ còn thử thách mới hơn chờ đợi mọi người đó. Công ty đã bước vào giai đoạn thu thập dự án hàng năm. Ngoài thời gian làm việc ra, mọi người có thể nghĩ xem còn ý tưởng gì mới không. Nếu ý tưởng được duyệt, không những có tiền thưởng mà còn có cơ hội trở thành người phụ trách dự án. Xin lỗi, tôi tới muộn. Tôi vừa mới tới phòng nhân sự làm thủ tục. Nếu đã làm xong thủ tục thôi việc thì có thể dọn đồ về rồi. Tôi không làm thủ tục thôi việc mà làm bù thủ tục xin nghỉ phép. Ai duyệt cho cô nghỉ phép? À, là tôi. Tôi duyệt cho Hạ Nhan nghỉ phép. Quên làm thủ tục. Chuyện này tôi đã giải thích với phòng nhân sự rồi. Trách tôi. Mấy chuyện này tôi lại không hề nắm được, là tôi sơ suất rồi. Xem ra tôi vẫn chưa đủ chu đáo với công việc của phòng kinh doanh. Nhưng sau này sẽ không lặp lại nữa. Bây giờ đã về rồi thì tự tìm một chỗ ngồi xuống đi. Chúng ta còn phải tiếp tục. Vừa rồi nói tới đâu rồi? Chẳng phải hôm nay ra viện rồi sao? Không cần guitar nữa hả? Tôi đang chuẩn bị qua tìm cô. Nhưng mà tôi nhìn thấy cái đó. Cái gì? Cái cây trước cửa nhà xác. Cô không thấy nó rất giàu cảm xúc mùa xuân sao? Tôi thấy cái chết chỉ là một biểu tượng của thế giới này. Còn sự sống không ngừng sinh sôi mới là vĩnh hằng. Anh đang viết lời bài hát đấy à? Không có. Lời bài hát kiểu này khó viết lắm. Mọi người đều thích đau khổ gắt gỏng. Tóm lại chỉ cần cực đoan mới có người thích. Anh đâu có quan tâm bán chạy hay không. Vẫn là bác sĩ Hạng hiểu tôi. Tôi nghĩ rằng viết nhạc không phải dựa vào đây, mà là dựa vào đây. Trong lòng cô hướng đến điều gì, âm nhạc sẽ xuất hiện điều đó. Cô đoán hiện giờ trong lòng tôi đang xuất hiện điều gì? Tôi làm khoa chỉnh hình, đâu phải là khoa tim mạch, sao tôi biết được chứ? Không đoán thì thôi. Đi nha, đi làm thủ tục xuất viện đây. Trong lòng tôi xuất hiện sức sống. Sức sống tràn trề. Bác sĩ Hạng, đừng nhớ tôi quá nhé. Đúng là lạc quan. Trước đây sao không nhận ra nhỉ? Đóng cửa lại. Gần đây công việc của các cô không bận lắm nhỉ? Vậy khi kỳ thu thập dự án hàng năm kết thúc, cô có thể nộp lên một kế hoạch khiến tôi hài lòng không? Nếu không nộp lên được một kế hoạch có tiềm năng, thu thập dự án hàng năm năm nay của phòng kinh doanh sẽ phải nộp giấy trắng đấy. Giám đốc, chúng tôi sẽ cố gắng. Lát nữa tôi sẽ đi thu thập tài liệu, soạn lại kế hoạch. Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng mà hiện giờ thể loại phần mềm liên quan đến thời trang nữ trên các diễn đàn quả thật quá nhiều. Tôi e là cô đem bản tài liệu này ra ngoài xem cho kỹ. Meli Online. Meli Online. Mấy ngày này cô soạn thảo một bản kế hoạch, nộp lên bằng tên của cô. Cô là nhân viên lâu năm của phòng kinh doanh rồi. Khi phòng kinh doanh cần có người đứng ra, cô phải học cách gánh vác trách nhiệm này. Có hiểu không?
Tôi biết rồi. Cảm ơn giám đốc. Cảm ơn. Đi đi. Tôi biết là cô sẽ quay lại. Chúc mừng cô đã đưa ra lựa chọn chính xác. Đây là điều kiện của tôi. Điều khoản quy định. Tôi biết tôi không có tư cách nói điều kiện. SG có thể tìm thấy nhân tài không thua kém tôi bất kỳ lúc nào. Nhưng mà đây là điều kiện để tôi ở lại. Không nói chuyện không liên quan công việc. Không được nói giọng trêu ghẹo. Động tác mập mờ. Càng không được tiếp xúc cơ thể. Thiếu tiền trả tiền buộc phải nhận. Quyền lợi và nghĩa vụ phân rạch ròi thế à? Cô đang ra hiệp ước ba chương sao? Tuy là nội dung có phần khôi hài, nhưng mà quy trình nên thực hiện vẫn phải thực hiện. Hiệp định quân tử, một phần hai bản, giấy trắng mực đen. Hy vọng là anh có thể tuân thủ giao ước. Hai chúng ta chung sống hòa bình. Cô có sức lực như thế này, chỉ bằng cố gắng là một bản kế hoạch. Giám đốc, chị tìm tôi, vào đi. Đóng cửa lại. Sát hạch doanh số tháng này cô đã xem kết quả chưa? Có suy nghĩ gì? Liên tục 2 tháng thành tích sát hạch doanh số đội sổ. Tháng này nếu còn như vậy, cô tính làm thế nào? Người nào người nấy không để cho tôi được yên. Cô là một, Hạ Nhan là một. Cô ta đột nhiên xin nghỉ rồi không đến nữa. Đột nhiên hủy phép lại quay về. Như vậy người khác nhìn vào phòng kinh doanh chúng ta làm việc không chuyên nghiệp biết mấy. Tuy bây giờ cô ta đã quay về, nhưng mà nghỉ làm nhiều ngày như vậy chắc chắn sẽ bị trừ điểm. Đến cuối đội sổ có lẽ chính là hai người các cô rồi. Vậy làm sao đây? Hạ Nhan quả thật là một nhân tài không tệ. Về mặt năng lực, cô ta quả thật giỏi hơn cô. Nhưng cô đừng căng thẳng. Cô là người tôi dẫn dắt. Tất nhiên tôi không nỡ để cho cô đi. Chỉ là công ty có quy định của công ty. Cô chỉ có thể nhờ vào chính mình. Nếu còn không cố gắng, không ai giữ được cô đâu. Thế nên phải làm thế nào? Bản thân cô phải suy nghĩ cho kỹ. Có hiểu chưa? Cô giữ lại một bản. Chào mừng quay về. Suýt nữa quên mất. Nói là không được tiếp xúc cơ thể phải không? Được. Vậy cô lo chuẩn bị kế hoạch của mình đi. Cố lên. Được. Vậy tôi xin phép. Du Du, cô mang. Hạ Nhan. Hạ Nhan. Lâu thế rồi không gặp. Cô cũng không liên lạc với chúng tôi. Đi đâu vậy? Ở nhà xảy ra chút chuyện. Đúng đó, tôi nghe Ami nói là bố của cô bị bệnh. Bây giờ thế nào rồi? Có sao không? Làm một ca tiểu phẫu, bây giờ xuất viện về quê rồi. Cho dù thế nào thì Hạ Nhan trở về là tốt rồi.
Đúng đó, lúc cô không có ở đây, đầu óc chúng tôi hoang mang, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Cảm thấy chỉ có hoang mang không còn đầu óc. Cô lầm lố rồi. Thật đó, chúng tôi đều mong cô trở về. Được, vậy tôi đi làm việc trước, lát nữa mời mọi người ăn cơm. Bye bye, bye bye. Nè, tôi thấy trạng thái hôm nay của Ami không tốt. Đúng vậy. Ami bị làm sao vậy? Cô ấy đã liên tiếp 2 tháng sát hạch doanh số đội sổ rồi. Nếu tiếp tục như vậy cô ấy sẽ thảm đấy. Khi nãy tôi còn thấy giám đốc Tiết tìm cô ấy nói chuyện nữa. Nè, giám đốc Tiết khi nãy tìm cô nói gì vậy? Có gì đâu, chỉ là chuyện kế hoạch hàng năm thôi. Bảo chúng ta nhanh chóng suy nghĩ. Nhắc tới chuyện này là tôi nhức đầu. Tôi đi đâu nghĩ cho chị ấy đây? Tôi làm đại một bản ứng phó với chị ấy vậy. Ami, Ami, hả? Nè, thu thập dự án hàng năm của công ty thông thường là những loại hình chủ đề nào được chọn vậy? Thường là vây quanh... Tuy cô ấy đã quay về, nhưng tháng này nghỉ làm nhiều như vậy chắc chắn sẽ trừ điểm. Tới cuối, đội sổ có lẽ chính là 2 người các cô. Loại hình nào cũng có hết. Lĩnh vực liên quan dưới trướng SG đều được. Họ chủ yếu tham khảo tổng quan của dự án, tính khả thi, tính quảng bá gì đó. Đúng thế. Phạm vi cô nói rộng quá, cô nói cụ thể hơn cho tôi đi. Thật ra đại loại chỉ có như vậy thôi. Ami à, cô có sao không? Không sao. Cô đang lo chuyện sát hạch doanh số hả? Cô đừng lo lắng quá. Cô cũng là nhân viên lâu năm của phòng kinh doanh rồi. Cho dù là thâm niên hay năng lực, cô đều không có vấn đề đâu. Cô nói thì nhẹ nhàng. Tất nhiên cô không cần lo rồi. Tôi đâu phải là cô đâu. Khó khăn nào tới tay cô đều có thể giải quyết một cách dễ dàng. Vả lại sau lưng cô còn có Hứa tổng chống lưng nữa. Sao chúng tôi so với cô được? Xin lỗi nha. Từ từ thôi. Được. Thời gian bình phục, tốc độ không cần quá nhanh đâu. Tốc độ trung bình là được rồi. Nhìn phía trước. Được rồi, vậy tôi đi làm nha, anh tập tiếp đi. Cảm ơn nha, không có chi. Chào. Mũi trái chảy máu, giơ cao tay phải. Hầu như lần nào gặp cô cũng đều có tai họa chảy máu. Điều đó bình thường mà, tôi là bác sĩ ngoại khoa. Đa số mọi người cũng vì có tai họa chảy máu mới tới tìm tôi. Nhưng mà sự việc này đã cảnh tỉnh cho anh. Sau này tuyệt đối không được im hơi lặng tiếng tới gần một người đang đấm bốc. Võ lâm cao thủ trong phim người ta đều là xuất thu đúng mực. Giơ cao tay phải. Tuyệt đối không làm hại người vô tội. Cũng phải, danh đi trong phim đều chỉ có công phu mèo ba chân thôi. Huấn luyện viên phục hồi chức năng tôi giới thiệu cho anh thế nào? Hồi phục tốt không? Tốt lắm. Phải rồi bác sĩ Hạng, không ở bệnh viện chắc là tôi có thể không cần gọi cô là bác sĩ Hạng nhỉ? Anh cứ tự nhiên. Tôi muốn dùng tai họa chảy máu lần này đổi lấy một lần ủng hộ của cô. Tới quán rượu nghe tôi hát nha.
Chim sẻ trên cây đang tập kịch, ríu ra ríu rít không ngừng. Máy bay ở nơi xa, tự do vẽ ra đường bay. Tất cả đều thu hút sự chú ý của tôi. Sao em thấy giọng này nghe quen quen thế nhỉ? Anh nghe cũng thấy quen tai lắm. Đây không phải Hoắc Khải sao? Thật đó, đúng là Hoắc Khải rồi. Đúng là Hoắc Khải rồi. Hoắc Khải về rồi. Hoắc Khải. Nhất định khiến em nể phục lần nữa. Bắt đầu đuổi theo gió, vui đùa. Hoắc Khải của chúng ta quay về rồi. Hoan hô. Hello, lâu rồi không gặp mọi người. Tôi quay về rồi. Tiểu Khải, hai tháng nay cậu không tới, họ sắp quên cậu rồi. Hát chính của người ta hát hay lắm. Không có nha, chúng tôi đều rất nhớ anh. Tiểu Khải, tôi nhớ cậu hơn cô ấy đó. Chúng tôi đều nhớ anh. Tôi cũng nhớ các bạn. Thời gian tôi ở bệnh viện, tôi rất muốn bó bột tới thăm mọi người, hát cho mọi người nghe. Nhưng mà bác sĩ của tôi sống chết cũng không cho. Thời gian ở bệnh viện, tôi cũng có một số cảm nhận mới. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau đuổi theo gió. Được. Đuổi theo gió nào, đuổi theo gió. Anh cùng em băng qua cơn gió. Cảnh đẹp dành tất cho em. Đuổi theo gió nào, đuổi theo gió. Hình bóng của chúng ta âm thầm khắc sâu nó trong lòng. Đuổi theo gió, lại đuổi theo gió. Cùng em đi muôn nơi. Sao trên trời đều dành cho em. Đuổi theo gió, lại đuổi theo gió. Chúng ta kề vai bước đi. Đoạn đường đẹp nhất ở bên nhau. Nào, tới nào. Tôi không sợ cậu đâu nha. Chà, nhiều trai xinh gái đẹp thế à. Thêm tôi nữa nha. Nào nào nào, uống đi uống đi. Cạn ly. Đợi chút nè. Cô tới đây làm gì? Uống rượu. Bạn nhậu tối nay. Không ai đưa cô về nhà đâu. Gọi rượu đi. Gọi rượu. Hạng Nam. Cảm ơn lời mời của anh. Buổi diễn rất đặc sắc. Nhưng mà tôi phải về rồi. Ngày mai còn phải đi làm. Tôi biết. Cô có nghe nhạc bằng NetEar Music không? Có chứ, sao thế? Tôi ép fan với cô nha. NetEar Music gần đây mới update tính năng mới, gọi là Listen Together. Tôi chọn Listen Together, cô chọn tham gia. Như vậy, dù cô về nhà, chúng ta vẫn có thể nghe nhạc cùng nhau. Hơn nữa, có thể hiện lên khoảng cách giữa chúng ta là bao xa. Đây là bài hát mà tôi mới viết. Tôi cảm thấy đã viết ra được tiếng lòng của tôi. Nhưng mà chỉ là demo, nhớ phải nghe nha. Tôi đi đây. Dead Ear Music.
Bác sĩ Hạng, bác sĩ Hạng, cô tới xem đi. Chuyện gì? Cô mau tới đây đi. Gì nữa vậy? Chuyện gì thế? Sao ngạc nhiên quá vậy? Cái gì vậy? Hàng sản. Tôi nói cho cô biết, tôi không giận chút nào. Không giận chút nào. Hôm nay tôi tới đây là để bình tĩnh nói chuyện với cô. Nào, cô nhìn đi. Cô đăng hình tôi uống say lên Weibo, thu hút nhiều tương tác như vậy. Cô có ý gì hả? Tự xem đi. Sao thế? Công bố thiên hạ chặn đường sống của tôi à? Họ tốt bụng lắm. Chính vì họ thấy dáng vẻ đẹp trai mê hồn của bác sĩ Mã mới vào bình luận. Tốt bụng phải không? Biết đám anh hùng bàn phím muốn làm gì tôi không? Họ muốn body shaming tôi, muốn tìm ra tôi làm ở bệnh viện nào, muốn tìm lãnh đạo khiếu nại tôi. Thế nào, cô không chịu trách nhiệm sao? Tôi thấy đề tài này hay đấy. Bác sĩ ngoại khoa thực chất là con nhà giàu, đắm chìm ở hộp đêm say sưa thác loạn, giật gân thật. Cô hàng sẵn, làm người phải có giới hạn của mình, đúng không? Che mờ mặt của Mã Khắc khó khăn như thế à? Tôi không che đó, anh kiện tôi à? Cô tưởng tôi không dám sao? Anh kiện đi. Đến lúc đó tôi tìm thêm vài hãng truyền thông theo dõi đăng bài. Kiện cáo bao lâu thì anh có thể hot bao lâu? Cô có tin tôi chết chung với cô không? Uống một ly Yakult tôi đặc biệt pha chế. Bớt giận đi. Chiếc giường phía sau anh có giá 12.000. Chỉ cần anh bất cẩn đổ một chút lên, tôi lại bán được một đơn. Nè cô hàng sản, cô dùng thủ đoạn này để bán hàng phải không? Vậy không cần tôi kiện cô, chú Phái sẽ đuổi việc cô. Không thể nào, không tin nè. Có giỏi thì đánh cược đi. Cược thì cược. Nếu tôi bị đuổi việc, tôi cam tâm tình nguyện xóa video của anh. Nhưng mà trước lúc đó, hãy để mọi người chiêm ngưỡng cuộc sống về đêm phong phú của bác sĩ Mã đi. Lật bàn à? Dáng người của anh cũng đâu có lật lên được. Ác giả ác báo, gieo gió gặt bão. Sớm muộn tôi cũng thu phục yêu tinh như cô. Bye bye Pháp Hải. Anh về rồi đây. Cuối cùng anh cũng về. Em buồn ngủ quá đó.